Tượng đài đầu tiên đó là giống hình ảnh cái lá cây dừa nước và hình ảnh người mẹ đang bồng con đứng từ bờ Lam trông về phương Bắc, các chú mấy nhá. Đó, giống hình ảnh đúng hình ảnh cây dừa nước chưa? Người mẹ bồng con. Đôi bồng con đứng từ bờ Lam trông về phương Bắc, các chú mấy nhá. Đó, rồi qua tượng đài mẹ. Rồi, sẽ đến những cái dàn loa, có nhìn thấy những dàn loa chưa? Những dàn loa bên tay phải, quan nhìn tiếp về bờ sông này. Kia kia dàn loa kia. Tổng loa, tổng loa. Tiếp theo nữa vẫn bên tay phải, trong này vâng nhìn tiếp sẽ thấy được cái cầu. Cây cầu được phủ kín, cây cầu này có điều đặc biệt là có hai màu sơn ở cầu các nhé. Một cây cầu nhưng mang hai màu sơn trên mình. À, đó chính là thì đó chính là cây cầu Hiền Lương cũ được phục dựng được bác nhé, cầu này không phải. Còn chúng ta đi cốt 1 đây là cầu mới xây dựng. Đấu loa. Tiếp theo cho này các chúng ta nhìn ra bên tay trái của mình, các sẽ nhìn thấy tiếp tục là những cái dàn loa đại không phải. Còn chúng ta đi cốt 1 đây là cầu mới xây dựng. Đấu loa. Tiếp theo cho này các chúng ta. Một trong những cột cờ cao nhất ở Việt Nam chúng ta, bác cùng chúng mình nha. Tới thời điểm này mời bác cột cờ nghe cột cờ này đấy. Bên này các cô chú sẽ nhìn thấy ở cái nhà trưng bày này sẽ nhìn thấy hai cái loa đại cỡ lớn đường kính 1m8 này, đường kính tới 1m8 các cô chú nhìn mình. Thế không thông qua là. Nghe không có là. Đấy. Bên này các cô chú sẽ nhìn thấy ở cái nhà trưng bày này sẽ phải. Rồi kính thưa này các cô chú nhìn thấy địa điểm mà mình vừa đi qua đây chính là sông Bến Hải, cầu Hiền Lương. Nơi đây đã từng lịch sử chia cắt đất nước ta trong vòng 21 năm từ năm 1954 tới năm 1975. Thì thưa đại bác mình, sau khi chúng ta giành được chiến thắng trên trận Điện Biên Phủ, tạo được chúng ta một cái vị thế trên cái chính trường quốc tế và đặc biệt là tạo vị thế trên bàn đàm phán hiệp định Geneva, từ đó chúng ta đi đến và ký kết hiệp định Geneva. Và sau khi ký kết hiệp định Geneva xong thì đất nước chúng ta tạm thời là chia cắt thành hai miền Nam Bắc, lấy vĩ tuyến 17 chính là sông Bến Hải này đây để làm ranh giới chia cắt tạm thời phía miền Bắc và phía miền Nam. Và dự kiến sau 2 năm, tới đến năm 1956, chúng ta sẽ tiến hành tổng tuyển cử toàn dân là thống nhất đất nước. Tuy nhiên, với sự chống phá mạnh mẽ của Nghị quyền Sài Gòn, đặc biệt là hộ thuẫn của đế quốc Mỹ, chính vì vậy chúng ta phải mất tới 21 năm và hy sinh rất nhiều xương máu mới có thể giành lại độc lập và thống nhất được hai miền Nam Bắc vào mùa xuân đại thắng năm 1975, đúng không các bác? Và chính tại cái vị trí sông Bến Hải, cầu Hiền Lương này đây, sau khi hiệp định Geneva được ký kết, thì chúng ta có hai bên gọi là vùng đệm phi chiến tranh, phi quân sự, đó là vùng giải giáp vũ khí, tức là mỗi bên của vĩ tuyến 17 sẽ phải lùi lại 5 km, gọi là vùng đệm. Trong vòng 5 km này thì hai bên cả bờ Bắc cả bờ Nam thì đều không được phép có lực lượng quân sự mà chỉ có công an biên giới. Sau này chúng ta mới đổi tên thành biên phòng, các bác của chúng mình vốn xuất thân từ công an vũ trang biên giới, sau này đổi tên thành lực lượng tiền thân của bộ đội biên phòng hiện tại, thì nhiệm vụ là để bảo vệ cái biên giới thôi. Ngoài ra thì theo như quy ước của hiệp định Geneva thì các bên, tức là bờ Bắc và bờ Nam, là phải cắm cái lá cờ giới tuyến để hai bên phân định rõ ràng từ cái lá cờ đó. Và cây cầu các cô chú vừa rồi nhìn thấy cũng là cây cầu được phục dựng lại nhé. Thì từ hình ảnh một chúng cháu sẽ giới thiệu sau đây. Trước tiên tới đây cháu lại mời các chúng ta nhìn cái hàng cây cột điện bên này, hàng cây đầu tiên sát đường nhất các cô chú nhé, hàng cột điện cũ nhé. Hàng cột điện này kéo dài 10 cây số từ thị trấn Phố Xá trước mặt chúng ta tới sông Bến Hải, cầu Hiền Lương. Thì tôi thấy các mình là tại khu vực sông Bến Hải, cầu Hiền Lương thì không diễn ra các trận đánh ác liệt nào cả, vì đây là vùng phi chiến trận khu phi quân sự mà. Thế nhưng nó diễn ra được những cái cuộc chiến gọi là cuộc chiến về màu sắc, cuộc chiến về lá cờ và cuộc chiến về âm thanh. Thì đầu tiên đó là cuộc chiến về màu sắc. Thưa bác của chúng mình vừa rồi đi qua cho chị của chúng nhìn thấy cây cầu Hiền Lương được phục dựng này, thì cây cầu ta mang hai màu sơn ở hai đầu cầu khác nhau, thì đây là một điều rất đặc biệt của Việt Nam ta, chỉ duy nhất cây cầu như thế thôi, còn tất cả những cây cầu khác là chỉ có một màu sơn thôi, đúng không? Một màu sơn. Thì khi mà cây cầu này nó được xây dựng trên sông Bến Hải đó, và sau khi chúng ta ký kết được Geneva, chia làm đôi, mỗi bên là 98 mét, các bác cô chú như mình nhé. Và cây cầu vốn được lát bằng những cái ván gỗ thông 98 mét, và ở giữa thì có một cái vạch sơn rộng 1 cm, đó chính là ranh giới giữa hai miền Nam Bắc trên vạch sơn 1 cm trên cây cầu đó. Và đầu tiên thì cái một nửa của cây cầu phía đằng miền Nam, tức là Nghị quyền Sài Gòn, thì nó chủ động nó sơn theo cái màu cờ của nó, màu vàng và ba sọc đỏ, thì nó sơn cái màu cây cầu với nó màu vàng và cái phía vào Nam của nó như thế. Và với cái mong muốn của người dân miền Bắc mình là đất nước chúng ta thống nhất thu về một mối, thì cây cầu sẽ mang theo một màu sơn. Chính vì vậy mà cứ khi nào phía miền Nam nó sơn cái màu nào thì mình lại sơn theo cái màu đấy.
khi nó sơn màu vàng thì mình sơn theo cái màu vàng y hệt để cây cầu chúng ta mang một màu sơn, mong muốn đất nước chúng ta thống nhất non sông thu về một mối. Và nó thấy mình sơn theo cái màu vàng giống màu của nó thì nó lại sơn một màu sơn khác, nó lại chuyển sang màu sơn xanh. Nó sơn xanh thì mình cũng lại sơn theo y hệt cái màu sơn xanh như vậy. Nó thấy mình sơn giống màu sơn xanh nó lại chuyển sang màu sơn đỏ, nó lại sơn màu đỏ thì mình thấy nó sơn đỏ mình lại sơn đỏ. Cứ như vậy cây cầu lúc nào cũng mang trên mình một cái màu sơn mới, là màu sơn không bao giờ bị cũ đi. Và cây cầu là hầu như lúc nào nó cũng mang theo hai màu để làm phân biệt giữa hai miền Nam Bắc. Đấy là cái cuộc chiến về, đây là cái cuộc chiến về màu sắc các bác cô chú cho mình nhé, trên khu vực sông Bến Hải vĩ tuyến 17. Tiếp theo nữa là về cái cuộc chiến về âm thanh. Thì cuộc chiến về âm thanh này được diễn ra đặc biệt với những cái dàn loa. Thì vừa rồi cháu đã chỉ mình cô chú mình nhìn thấy những cái dàn loa rồi. Thì đầu tiên nó chỉ là những cái loa nén bình thường thôi. Và miền Bắc thì mở và quay ở phía miền Nam, miền Nam mở và quay ở phía miền Bắc, cả hai bên tuyên truyền với nhau. Ví dụ như là vào Bắc chúng ta thì tuyên truyền với đồng bào miền Nam, với đồng bào của Cồn Tiên Dốc Miếu, với đồng bào của Đông Hà rằng là hãy cứ yên tâm tin tưởng vào chính quyền cách mạng, tin tưởng vào chính phủ, tin tưởng vào Bác Hồ, tin tưởng vào Đảng Cộng sản. Năm 1956 tức là 2 năm sau sẽ tiến hành tổng tuyển cử và đất nước ta sẽ thống nhất. Mình cứ kêu gọi như vậy, cứ tuyên truyền đường lối cách mạng như vậy. Và phía miền Nam thấy thế nó khó chịu và bắt đầu nó lại tuyên truyền ngược lại, nó chống phá cách mạng của mình, nói xấu Đảng, nói xấu chính quyền, nói xấu Bác Hồ, và thậm chí là nó còn dùng truyền đơn nó giải sang phía bờ Bắc của sông Bến Hải nữa. Và thấy như vậy thì mình đầu tư một cái dàn loa nó lớn hơn với nhiều chiếc loa hơn. Cứ như vậy hai bên lần lượt là cứ thấy bờ Bắc đầu tư nhiều loa hơn, loa to hơn, thì phía bờ Nam lại tiếp tục nó bổ sung loa. Thấy thế miền Bắc mình lại tiếp tục bổ sung loa, đó là cuộc chiến về âm thanh, anh như bác nói là khẩu chiến đấy. Vâng, cứ như vậy phía bờ Nam thì cứ sáng sớm và chiều tối nó mở những cái bài hát, ví dụ như là xuân này con không về chẳng hạn, là cái bộ đội mình đóng quân ở khu vực này là cũng thấy não nề, cũng thấy buồn bã, đúng không? Rồi thì nó giải truyền đơn, nó viết, nó vẽ một cái hình ảnh một cái bữa cơm sung túc, xong rồi nó để thiếu một người nó đặt dấu hỏi chấm vào đấy, gọi là chiến tranh tâm lý. Thì đó là cuộc chiến về âm thanh như các bác mình. Cao điểm cuộc chiến âm thanh khi mà Mỹ đã đầu tư được hệ thống Nobot, Nobot của Mỹ rất là nổi tiếng rồi, đúng không các bác? Và khi nó mở lên công suất rất là lớn và đến tận thị trấn Hồ Xá, nơi đây, đây đến Hồ Xá cách bờ sông Bến Hải 8-10 km vẫn nghe rõ một mực. Thế vậy thì bắt đầu là Liên Xô đầu tư chúng ta một hệ thống loa, đó chính là hệ thống loa đường kính 1m8 cho vừa chỉ đấy. Hệ thống loa này đầu tư xây dựng lên nhưng mà khi chúng ta vận hành lần đầu tiên thì nó bị quá tải, là toàn bộ điện khu đó nó bị cháy. Nên là bắt đầu chúng ta xây dựng một cái hệ thống đường điện riêng cho hai cái loa, cho cặp loa đại thôi. Và cái hệ thống đường điện cho vừa chỉ mình cái hệ thống cột cũ kỹ này là kéo dài 10 cây số từ thị trấn Hồ Xá này đây vào tới sông Bến Hải, là dành riêng phục vụ hai cái loa lớn đó. Và sau khi xây dựng đường điện riêng này thì công suất nó đủ, hệ thống loa lớn này của mình phát lên thì cách 30 km từ bờ sông Bến Hải, đặc biệt khi nào có gió mùa đông bắc thổi tới thì nó bay còn xa hơn và nghe còn rõ hơn. Tức là từ đây mình mở lên thì tận trung tâm thành phố Đông Hà, tận Ái Tử vẫn nghe rõ hơn một. Đó là hệ thống loa, là cũng là cái loa có đường kính lớn nhất tại hai bờ Nam Bắc của sông Bến Hải, là cuộc chiến về âm thanh các bác cô chú như mình nhé. Forever thì cả hai bên đều phải cắm cột cờ dưới tuyến để nhân dân hai bên biết đâu là ranh giới, biết đâu là vị trí của sông Bến Hải, vị trí của biên tuyến mà không vượt qua. Thì đầu tiên là chúng ta dùng chính cái cây thông, cây phi lao đấy, cây phi lao tại vùng đất này rất là nhiều để mà dựng lên một cái cột cờ lớn, chọn cây thông cao nhất thẳng nhất trong vùng dựng lên cột cờ. Thấy vậy thì Mỹ nó thấy mình treo cột cờ cao quá, bắt đầu là nó xây dựng một cái hệ thống cột cờ cao hơn bằng ống thép, cao hơn mình. Cứ như vậy nó treo những cái lá cờ to hơn, thấy Mỹ nó treo cột cờ cao hơn, to hơn, mình lại vào rừng xa hơn, sâu hơn, chọn những cây gỗ cao hơn, to hơn về dựng lên một cột cờ lớn hơn, treo lá cờ lớn hơn. Cứ như vậy lá cờ lần lượt của hai bên nó cứ to dần, cột cờ dần dần của hai bên nó cứ cao dần lên, cứ cao dần lên. Và mãi sau này thì chúng ta đã yêu cầu tổng công ty xây lắp máy 1 của Hà Nội xây dựng hàng chúng ta mỗi cột cờ cao 30.5 m, 30.5 m, và chia thành 3 phần, mỗi phần là 10 m, dùng xe tải vận chuyển 2 ngày 2 đêm theo con hồ này từ Hà Nội vào tới sông Bến Hải, và dựng lên trên đó, treo lên trên đó một cái lá cờ. Và lá cờ đường kính lớn nhất được treo ở cái khu sông Bến Hải là 120 m², các cô chú như mình nhé. Thấy vậy thì đế quốc Mỹ cùng với lại Ngụy quyền Sài Gòn nó rất là bực, bắt đầu nó dùng hạm đội 7 bắn pháo vào. Tiếp theo nữa thì nó dùng tiêm kích để nó bắn xuống, và chính lúc bây giờ là Nguyễn Cao Kỳ, bố của MC Cao Kỳ Duyên, trực tiếp là lái tiêm kích ra để mà bắn
bắn phá cái cột cờ của sông Bến Hải và bị pháo cao xạ của mình bắn. Máy bay cháy, ông buông dù ông nhảy ra thì ông bị thương. Và cột cờ của mình thì bị đổ. Cột cờ của mình bị đổ và sau đó thì chúng ta lại yêu cầu công ty Xuyên Đóng Máy Hà Nội một lần nữa hàn tiếp một cái hệ thống cột cờ nữa. Thì hệ thống cột cờ này thì cao hơn cột cờ cũ là 4m, là 34,5m tất cả. Cũng chia làm 3 phần, cũng chở 2 ngày 2 đêm vào đây. Và xây dựng lên đồng thời dựng cái cục to ở phía bên dưới. Cục to này thì có người lính đứng canh được và để thượng cờ và hạ cờ vào hàng ngày. Và lá cờ chúng ta được xây dựng cao nhất của sông Hải chính là cột cờ tính đến thời điểm hiện tại, cột cờ cao 34,5m vừa rồi bác cô chú nhìn thấy. Và cái bục được xây bê tông rất kiên cố. Và lá cờ to nhất là 120m là cái diện tích bác cô chú nhìn nhé. Còn hiện tại chúng ta thống nhất tại một số cột cờ, tại một số vị trí. Ví dụ như là cột cờ sông Bến Hải này, cột cờ Đại Nội Huế này, cột cờ Nông Cú này, cột cờ Mũi Cà Mau này, và cột cờ một số địa điểm cực của Tổ quốc nữa, thì đều thống nhất chung với nhau là treo một cái lá cờ có cái một chiều là 6, một chiều là 9m, cho nên một cái diện tích là 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em sống trên dải đất hình chữ S. Thì đó là ý nghĩa của lá cờ chúng ta đang treo thời điểm hiện tại tại sông Bến Hải bác cô chú như mình nhé. Thì đó là ba cuộc chiến về sông Bến Hải mà vừa rồi chúng ta đang di chuyển qua, là một